Tôi đụng quá nhiều thế lực, tất cả là vì nhân dân. Cho nên tôi nói với quý vị, tôi không bao giờ sợ đâu. Tôi không bao giờ sợ đâu, vì đâu đó nó là sự thật. Mà sự thật rồi thì không thay đổi được. Trong lòng nhân dân, trong lòng những người yêu chính nghĩa và trong lòng những người bị nó lừa đảo, họ cảm kích tôi. Và những người chưa bị lừa đảo, họ biết cái để ngăn chặn để mà bị lừa đảo tiếp theo, có đúng không? Đó là gì? Đó là khí chất của tôi, dám ngăn chặn những cái tội ác mà nó đã dành cho người dân, nhất là những người nghèo và bệnh tật, có đúng không? Còn tôi, công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi, ai muốn quay xe, ai muốn đâm xe, ai muốn nói gì, đối với tôi nó không có quan trọng. Cái quan trọng với tôi là người nghèo không bị lừa nữa là được rồi, được không? Nhiêu đó là được rồi. Và có dựng nó dậy được trong lòng công chúng không?